Xin chào các anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các anh chị và các bạn ở phần 30 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của cái phần 30 này là Hở nản nũng xuân chiều xí y chúa trữ giao y bài chi sử duyện. Rồi mình giải thích từ từ nha. Hở nản nũng xuân. Hở nản là ở tỉnh Hà Nam. Nũng xuân là nông thôn, như vậy là ở vùng nông thôn Hà Nam. Ở một cái vùng nông thôn nào đó ở Hà Nam. Chiều xỉ là một cái bàn tiệc. Chiều xỉ là bàn tiệc, một mâm tiệc hay một bàn tiệc. Y trố là mỗi một bàn, trố là cái bàn. Trừ do y bài chi sử dễn, chỉ cần hoặc là chỉ mất 170 đồng thôi. Như vậy tức là cái chủ đề của nó là ở một cái vùng nông thôn nào đó ở Hà Nam Trung Quốc á, thì mỗi bàn tiệc chỉ là 170 đồng. Hở nản nũng xuân chiều xỉ y chó. Chiều xỉ y chó. Chủ yếu y bài chi sử duyện. Và sau đây thì mình đọc trước một lần cho các anh chị và các bạn nghe nhé. Rồi sau đó mình giải thích nội dung chi tiết sau. Tại Trung Quốc Hở Nản tờ y cơ nũng xuân xin rỉn mân tờ huân lì sang. Y chó chiều xí, chủ yếu y bài chi sử tố yuán, yếu hẳn tố sài. Zuo zhe ge chiều xí tờ rỉn mân, yào gung zuo chi ge xiao shi, sống zào sang chi điện khai shi chuẩn bê, mãng đào xia wu liang điện. Tha mân ke yi zuo, wu shi tố zuo chiều xí, mei zuo shi si ge sài, mỗi cơ sài đều phi thường hảo chứ. Xin rỉn tờ gia rỉn hở phẩn dụ lại chứ chiều xí huy kể xin rỉn xung xén. Dù rỉn xung y bài yến, dù rỉn xung liang bài yến, dây tố tờ huy xung liang chén yến. Sau đây thì mình sẽ giải thích nội dung chi tiết. Bài này nó hơi dài một chút phải không ạ? Không biết mọi người nghe được nhiều không? Giờ mình tiến hành giải thích cho các anh chị nghe đây. Tại Trung Quốc Hở Nản tờ y cơ xuân, y cơ nũng xuân. Tại một vùng nông thôn, y cơ nũng xuân, tại một vùng nông thôn ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Tại Trung Quốc Hở Nản tờ y cơ nũng xuân. Xin rỉnh mến tờ huân lì sang. Rồi, xin rỉnh được dịch là người mới, mà xin rỉnh là chỉ cho cô dâu chú rể đó. Xin rỉn mân là các cô dâu chú rể. Rồi, xin rỉn mân tờ huân lì sang. Trong cái tiệc cưới, huân lì là hôn lễ, tức là tiệc cưới. Huân lì sang được dịch là trên tiệc cưới, mà dịch là trong tiệc cưới của những cô dâu chú rể. Rồi, trai Trung Quốc Hở Nản tờ y cơ nũng xuân xin rỉn mân tờ huân lì sang. Y trố chiều xỉ, một bàn tiệc. Như vậy trố là cái bàn, su trố là cái bàn viết, rồi là sử trố là cái bàn đá, rồi mu trố là cái bàn gỗ gì đó, trố không là cái bàn. Chiều xỉ đó là tiệc, cái đồ ăn á. Y trố chiều xỉ là một bàn ăn, là một bàn ăn, một bàn tiệc cũng được. Trừ giao y bài chi sử tố yuán, chỉ mất hơn 170 đồng. Y bài chi sử tố yuán. Dấu hình tố sai. Dấu hình tố sai là có rất nhiều món ăn, có rất nhiều đồ ăn thành tố sai. Chỗ chơi cơ chiều xỉ tơ rỉn mân, hay là tơ rỉn thôi cũng được. Tức là những người làm cái buổi tiệc này. Rồi, chỗ chơi cơ chiều xỉ tơ rỉn, những người làm cái bữa tiệc này hay cái buổi tiệc này, giao cung cho chi cơ sẻo sữa, phải làm việc đến 7 tiếng đồng hồ. Sống chào sang chi tiền khai sử chuẩn bê. Từ 7 giờ sáng, sống chào sang chi tiền khai sử chuẩn bê là bắt đầu chuẩn bị. Mãng đo xe ủ lẻng tiền là bận đến 2 giờ chiều. Tha mân khở gì chua, họ có thể làm ủ sử tố chua chiều xí, có thể làm hơn 50 bàn tiệc ủ sử tố chua chiều xí. Mì chua sử sư cơ sai, mỗi một bàn là 14 món ăn. Mì chua sử sư cơ sai. Mì cơ sai
都非常好吃và mỗi cái món ăn đều cực kỳ ngon. 每个菜都非常好吃。新人的家人和朋友，家人和朋友 tức là người nhà và bạn bè. 新人的家人和朋友，người nhà và bạn bè của cô dâu chú rể. Hồi nãy mình có nói xin rỉn là cô dâu và chú rể nói chung. Rồi, xin rỉn là gia rỉn hở phẩm vô, bạn bè và người thân của cô dâu chú rể. Lại chư chịu sĩ đến dự tiệc, đến ăn tiệc. Huy cày xin rỉn sung sẻn. Huy là sẽ, cày xin rỉn sung sẻn tức là tặng tiền cho cô dâu chú rể. À, sung sẻn là tặng tiền. Dù rỉnh sung với bài viện, có người thì tặng 100 đồng. Dù rỉnh sung liễng bài viện, có người tặng 200 đồng. Chê tố tơ, tức là chê tố tơ rỉnh. À, người mà tặng nhiều nhất, khuy sung liễng xen viện, có thể tặng đến 2.000 đồng. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 30 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật vui và hiệu quả. Nhớ cho thầy một like. Xin cảm ơn mọi người.